Hello tất cả các anh nha. Alo, thử mic. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Cứ chào toàn thể các anh. Tối hôm qua là em có lỡ tay làm trăm cái lệnh bài nữa. Và đấy, anh em cũng xem qua và anh em cũng biết là hôm qua là em được cái gì rồi đúng không ạ? Nhưng mà cụ thể hơn, đi sâu sắc hơn, gọi là đi về sát thực hơn thì đây em xin được phép tổng kết được những món đồ có giá trị trong buổi tối ngày hôm qua, gọi là có giá trị thôi nhé, chứ chả có siêu phẩm siêu phủng gì cả các anh ạ. Nên các anh xem, các anh ủng hộ em giúp em nhé các anh nhé. Đầu tiên là ta đi đến với hai cái bao tay. Bao tay đầu tiên là cái bao tay của nữ, kháng nuôi 29, sinh lực 45 điểm, bao tay này chắc cũng được kim. Thứ hai là bao tay lam, sinh lực 35, kháng lôi 27 và nội lực 38. Cái này cũng 500 xu. Và tiếp theo là chúng ta đi đến quả mũ. Nữ làm chậm, sinh lực 18, thân pháp 5, thể lực 35, làm chậm 40, ẩn 2, nội lực 14. Cái này bán cũng 500 xu các anh ạ. Và đến một quả mũ này. Quả mũ sinh lực 6, thân pháp 13, nội lực 51, thời gian làm chậm 40, thể lực 18. Cái mũ này cũng chỉ có 500 xu thôi. Và đi đến là một quả bổng, thời gian làm chậm ẩn 1, sinh lực 52, cái này cũng kim đến kim rưỡi các anh ạ. Và hôm qua khá tiếc là có một quả vũ khí này mà hôm qua nó chỉ cần cao lên một tí nữa thôi là lượm kèo các anh ạ. Đó là quả phá thiên chùy. Tỷ lệ chính xác 18, kháng độc 22, sát thương vật lý 27 và sát thương vật lý ngoại công 29 và lực 40. Cái này là em đang ví dụ nhé. Ví dụ thôi mà là cái sát thương này lên tầm 72% và sát thương vật lý ngoại công lên 35 điểm thôi là hôm qua. Cái này là em hoán luôn cái khổng tước linh, em thay cái khổng tước linh em đang đeo là cái khổng tước linh này. Này em sẽ thay cái này luôn. Nếu mà nó lên được 35 chứ còn 30 thì em cũng không thay đâu, nhưng mà nó lên 35 thì em mới thay. Tính ra là một kim, hai kim, ba kim, được, không qua được đúng 4 kim mà đánh 100 cái lệnh bài. 100 cái lệnh bài là vào 8 kim tiền mua và 3 kim tiền mở, đó là 11 kim mà thu về 4 kim các anh ạ. Các anh thấy nó có chát lắm không các anh? Các anh em thấy em có khổ không? Nếu các anh em mà thấy em khổ mà muốn đồng cảm với em thì anh em hãy bấm like và chia sẻ, và bấm một lượt đăng ký kênh giúp em để em có động lực để em làm chuột bạch, em lại gọi là em gọi là làm những clip hấp dẫn hơn và được nhiều siêu phẩm hơn để phục vụ các anh em theo dõi kênh nhé các anh nhé. Các anh đừng bỏ qua cho em xin một like nhá. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Bye bye anh em.